bắt đầu nhìn lại cái gương thấy xấu quá, tại vì nó khô cái nhóm nếp nhăn á, rồi cái nếp nhăn rồi con mắt chị nó bị thâm quầng á. Bây giờ là bắt đầu mình mới nhìn lại, trời ơi sao tự nhiên mình lo cho gia đình mình đến bản thân mình quên mất tiêu à. Chị Hương Lan 55 tuổi, hết lòng vì gia đình, bỏ bê bản thân khiến làn da ngày càng lão hóa trầm trọng. Chỉ với duy nhất một gói anti-aging tại BB Thanh Mai, chị Lan đã lột xác hoàn toàn. Khác hẳn luôn em. Như ngồi vậy là chị thấy làm như là chị được trẻ thêm mấy tuổi đó em. Dạ vâng ạ, chị thấy vui lắm. Em biết sao, tại vì phụ nữ mà cỡ tuổi 50 mấy như chị rồi thì là nó dễ bị là nhăn cái mắt nè, với cái rãnh cười nè, với lại cái hai cái má chị nó đổ xuống. Người ta mà nhìn thẳng mặt chị ngại lắm luôn á. Nhưng mà vô tình á, thật sự là khi mà tin tưởng nghe bác sĩ tư vấn là mấy em cũng nói với nhỏ bạn cũng đã từng làm rồi, chị mới dám đi lại đây làm thì thấy ok, thấy thích đó em. Tại vì làm vừa làm lên là chị thấy chị trẻ liền, đẹp liền luôn á. Nhân đây thì cũng xin nói ở đây với mọi người như vậy nè, chị rất là cảm ơn ở cái thẩm mỹ viện BB Thanh Mai này, bác sĩ á lại là tận tình chu đáo, chăm sóc tận tình luôn, mà từ cái buổi mà đầu cho tới bây giờ là vẫn có một người làm cho chị thôi. Chị rất là yên tâm, chứ không có là hôm nay lợi người này, mai lợi người khác, không có nha. Có một bác sĩ tư vấn tận tình chăm sóc, chị thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký. Hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân chính khách.